chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Daily AZ. Năng lực của con người là không giới hạn. Mỗi ngày, thế giới lại phát hiện thêm những người có khả năng đặc biệt khiến cho giới khoa học không thể nào lý giải được. Ví dụ như người có thể tạo ra điện, chữa bệnh qua lời nói hoặc đôi mắt, nhìn bằng tai, di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, v.v. Hôm nay, Daily AZ sẽ mang đến cho các bạn video 5 dị nhân đời thực có khả năng siêu phàm trên thế giới. Nào, chúng ta cùng bắt đầu! Số 5. Dị nhân Ấn Độ miễn dịch với nọc ong. Su Mahamad Danan là một người thu hoạch mật ong chuyên nghiệp ở Ấn Độ, có thể lấy mật ong tổ ong và thoải mái chơi đùa cùng chúng mà không cần phải trang bị phương tiện bảo hộ nào. Anh ấy có thể dùng tay để gom những con ong và nhét xuống dưới áo để tránh bị chúng cản trở trong lúc lấy mật. Thậm chí, anh còn dùng tay để nâng chúng lên sát mặt mà không tỏ ra e ngại. Danan cho biết bắt đầu công việc vào khoảng 15 năm trước và đã miễn dịch với nọc ong. Anh không cảm thấy đau đớn khi bị ong đốt, dù những vết đốt cũng để lại một vài chỗ sưng nhỏ quanh môi. Anh nói, tôi chỉ cần một tách trà nóng để phục hồi sau khi bị đốt. Thời gian đầu khi Danan tiếp xúc với bầy ong, các vết đốt làm cho anh đau nhức và khiến tay chân sưng phồng, anh chia sẻ. Có lần tôi bị hơn 300 con ong đốt đến mức bất tỉnh, tôi từng muốn quay lại Kotaka để làm công việc cũ. Tuy nhiên, Danan vẫn tiếp tục kiên trì, dần dần những cơn đau nhức biến mất và tay chân anh cũng hết sưng tấy. Danan cho biết, dù rất thích chơi đùa với lũ ong, anh vẫn cẩn thận để làm cho chúng không bị thương. Số 4. Dị nhân ăn điện thay cơm. Mới đây, thế giới lại có thêm một lần kinh ngạc khi tìm ra người đàn ông có khả năng ăn điện thay cơm. Đó là anh Karesh Kumar, 42 tuổi, đến từ thành phố Muzaffarnagar, miền Bắc Ấn Độ. Naresh cho biết anh đã vô tình khám phá ra sức mạnh của mình trong một lần vô tình chạm tay vào dây điện. Những tưởng mình sẽ bị điện giật, nhưng cuối cùng anh nhận thấy chẳng có chuyện gì xảy ra với mình. Điều đó đã khiến cho Naresh bắt đầu nghi ngờ và quyết định khám phá năng lực đặc biệt của mình. Bằng cách thử chạm vào sợi dây điện trần, anh nhận ra mình có thể sử dụng điện thay thế cho thức ăn truyền thống. Bất cứ khi nào mà đói bụng mà nhà không có đồ ăn, Naresh sẽ ngậm dây điện để truyền năng lượng cho mình. Dường như chẳng có thiết bị điện nào có thể làm ảnh hưởng tới tính mạng của anh, thay vào đó chúng còn cung cấp cho anh nguồn năng lượng. Theo suy đoán của Naresh, 80% cơ thể anh đều là điện. Nhiều năm nay, vợ con của Naresh đã dần quen với năng lực đặc biệt của anh, nhưng với người khác thì vẫn còn là điều lạ lẫm. Sau khi câu chuyện của Naresh được mọi người truyền tai nhau, họ bắt đầu gọi anh là bóng đèn sống của Ấn Độ. Trước Naresh, trên thế giới cũng có vài người miễn nhiễm với điện. Tuy nhiên, nếu nói về khả năng ăn điện thay cơm thì cho đến nay vẫn chỉ có duy nhất mình người đàn ông này mà thôi. Số 3. Cô gái người bún xinh đẹp. Vẫn biết khả năng của con người là không giới hạn, nhưng để đạt được trình độ dẻo như sợi bún như Wang Chu, cô gái đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thì quả nhiên từ xưa đến nay hiếm có. Cô gái xinh xắn 20 tuổi này đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng uốn dẻo của mình. Được biết, Wang Chu có thể xoắn tay 2 vòng ở 720 độ. Được biết, Wang Chu là một diễn viên múa, cô có thể xoắn hoặc uốn cánh tay, chân và bàn chân ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt nhất vẫn là xoắn cánh tay trọn vẹn 2 vòng. Nhờ tài năng đặc biệt của mình, Wang Chu đã tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người. Đặc biệt, nhờ kỹ năng kỳ lạ này, cô dễ dàng được gia đình nhà bạn trai chấp thuận và ủng hộ cô đi theo con đường nghệ thuật và mong cô sẽ phát triển trong sự nghiệp trong tương lai. Số 2. Chàng trai có thể nhìn bằng suy nghĩ của mình. Khoa học đã chứng minh khi mất đi một giác quan, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này, con người có thể nhận thức được không gian xung quanh ngay cả khi họ không nhìn thấy chúng. Với trường hợp của Jet Chivery, tuy không phải là người mù nhưng cậu không cần nhìn cũng có thể lái xe, đọc sách và thậm chí là xuyên chỉ. Thực ra, nguyên nhân của việc Z có thể làm được mọi việc bình thường mà không cần mắt chính là cậu đã kiểm soát rất tốt các giác quan của mình. Nếu không có chúng, cậu cũng chỉ như những người khác. Z chia sẻ, cậu đã tập luyện kích hoạt não giữa suốt nhiều năm nay. Dường như chẳng có gì mà ZTV không làm được khi bị bịt mắt. Cậu từng lái xe tay ga trên đường cao tốc chuyên dành cho xe mô tô dài 40 km. Bằng việc sử dụng khả năng ngửi để hình dung ra các chướng ngại trước mặt, cậu đã tránh được những trở ngại và hoàn thành chuyến đi một cách điệu nghệ. Ngoài ra, Z có thể đọc sách, bắt những vật được ném vào cậu, thậm chí có thể xuyên chỉ, chơi cờ với ba người cùng một lúc và đánh bại tất cả.
Không chỉ có vậy, điều gây ấn tượng nhất có lẽ là vì Z-Shiver có thể truyền năng lượng vào đồ vật và làm cho chúng hoạt động theo ý của mình. Z-Shiver cho biết, kích hoạt não giữa là điều mà ai cũng có thể làm được. Điều quan trọng là người học phải kiên nhẫn và chấp hành nghiêm ngặt những yêu cầu của khóa học. Số 1. Dị nhân không sợ lạnh. Được mệnh danh là người băng, người đàn ông Hà Lan này có khả năng chịu lạnh phi thường. Hiện đang nắm giữ kỷ lục 26 thế giới về khả năng bơi dưới băng, ngâm mình trong nước đá, mặc quần đùi chạy marathon ở vòng Bắc Cực. Các nhà khoa học Hà Lan đã thực hiện một bài thử nghiệm với cơ thể của Wim. Họ đo chỉ số sinh trắc học, nhiệt độ da, trao đổi chất của Wim khi ngâm mình ở trong nước đá và phát hiện ông không bị hạ thân nhiệt, thậm chí còn có xu hướng tăng thân nhiệt. Wim sống sót nhờ kỹ năng hít thở có điều chỉnh thân nhiệt. Ông biết cách tăng nhịp tim, độ kiềm trong máu để chống chọi với giá lạnh. Ngoài ra, trong cơ thể của Wim cũng có nhiều mô mỡ nâu hơn người bình thường. Những mô mỡ này giúp cho ông giữ ấm. Hiện các nhà khoa học đang nỗ lực để tìm hiểu phương pháp của Wim để tìm ra cách điều trị mới cho các bệnh như hen suyễn, viêm khớp dạng thấp và tràm bột nhiễm. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của Daily AZ. Hãy ủng hộ mình ra nhiều video hay hơn nữa. Thì bạn ơi, đừng tiếc một like, đồng thời share cho bạn bè mình biết về kênh nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.